chào tất cả mọi người, mình là tên là Phan Thế Thành. Hiện tại mình đang học tại lớp Happy khóa 1. Thì hôm nay mình quay lại cái video này để có thể là hoàn thành được cái bài tập tiếng môn tiếng Trung của mình. Nếu như mọi người đã thấy thì cái bài tập hôm nay của mình là nhận biết và tập đọc cái bảng chữ Hán này. Thì mình sẽ xin phép được hoàn thành luôn phần bài tập của mình. Mái bính của, mái mải bán thô, mải trao chữ, mải mỉ phan, mái mỉ phan, mải bao chữ, tua xảo chán, tua xảo chín, tua xảo rấn, tua xảo xuế sân, tuê xảo lão sư, hái mải ma, hái giao ma, hái chi ma, hái chư ma, hái hứa ma, vua mải phính của, vua quân, phính của y chín, tua xảo chán, tha xua, y chín, vũ lãng, tha quân, vua mải, chư chín, tha xua, nỉ hái, nỉ hái mải, phí ớ tở ma, vua xua, hái mái ủ chín, chúy chữ, tha xua, chúy chữ y chín, lẻng khoai ủ, ý cung, a sứ a, khoai ủ, ní cẩy, ơ sứ o, khoai ba. Ok, và đó là phần bài tập về tiếng Trung của mình. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này. Hẹn mọi người trong những cái video tiếp theo. Bye bye.